Đêm thứ hai cuộc thi chuông vàng vọng cổ đã được diễn ra vào tối ngày hôm qua 11 tháng 10 tại nhà hát truyền hình Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù cuối buổi chiều, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện một cơn mưa như trút nước xuống các quận nội thành, làm cho các thành viên trong ban tổ chức rất lo lắng đêm thi sẽ vắng khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh. Như thế, đêm thi sẽ không đạt được như ý muốn. Vì sự cổ vũ của khán giả là một phần khá quan trọng tạo thêm sự hưng phấn cho thí sinh cũng như sự thành công của cuộc thi. Thế nhưng điều lo lắng ấy lại trở nên thừa thãi vì chưa đến giờ mở màn mà khán giả đã đến chật cả khán phòng. Điều đó nói lên rằng các thí sinh đã đủ sức làm sai lòng các khán giả mộ điệu. Đến với các đêm chung kết, khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi những trích đoạn, những lớp tuồng, những số phận qua sự hóa thân hoàn toàn của các thí sinh. Vì thế, các đêm thi có rất đông khán giả, nhất là các bạn trẻ, đến theo dõi và cổ vũ. Qua đó, chúng ta thấy rằng, lòng say mê nghệ thuật của các diễn viên trẻ tương lai đã có sức lan tỏa trong lòng người hâm mộ. Và đêm thi vừa qua là một thành công của các thí sinh. Để có được thành công nhất định ấy, thời gian qua, các thí sinh rất cực lực tập luyện. Sự khổ luyện ấy đã được đền đáp bằng những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả cùng những lời nhận xét quý báu của ban giám khảo hội đồng nghệ thuật. Ra ngõ có gặp ai không cháu? Bên cạnh đó, cũng còn một số thí sinh vẫn chưa vượt lên được chính bản thân mình, chưa có những bứt phá cần thiết trong phần dự thi của mình. Và kết quả đã có 5 bạn phải chia tay với cuộc thi. Chắc chắn rằng những góp ý rất chân tình của ban giám khảo hội đồng nghệ thuật có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ đối với các bạn phải dừng lại trong đêm chung kết 2. Đó còn là tài sản quý báu giúp cho các bạn đi tiếp vào vòng trong, hoàn thiện mình hơn ở những đêm thi tiếp theo. Trong những cuộc thi như chuông vàng vọng cổ như thế này, thì chọn cho mình một trích đoạn, một nhân vật phù hợp với ngoại hình và chất giọng của mình là một lợi thế. Nếu các thí sinh hiểu được điều đó, thì nó góp thêm 20% vào sự thành công của các bạn. Với Trần Minh trong trích đoạn Bên cầu vạch lụa, Thoại Khanh trong Thoại Khanh Châu Tuấn, Cúc Hoa trong Phạm Công Cúc Hoa, những vở diễn, những nhân vật đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Hay sự kiêu hùng mà dạt dào tình cảm của bà Trưng, bà Triệu qua sự hóa thân tuyệt vời của các thí sinh vào những nhân vật trên đã giúp cho các bạn là một trong 7 thí sinh có mặt trong đêm chung kết thứ 3. Qua đó chúng ta thấy rằng, khi nói đến cải lương là nói đến nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Nếu người nghệ sĩ nhận thức đúng thì hoàn toàn có khả năng chuyển tải các vấn đề của người xưa đến với người hôm nay, mà đặc biệt là các thế hệ trẻ, một cách rất hiện thực và sát với cuộc sống hiện đại, như lòng yêu nước, sự thủy chung, tình mẫu tử, lòng hiếu thảo. Đó là những phẩm chất và những đức tính tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Chính người nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ cải lương, là nhịp cầu nối những nghệ thuật dân tộc với cuộc sống. Vì thế, các bạn phải luôn tìm hiểu thật kỹ những tác phẩm, những giai diễn của mình, làm sao để chuyển tải hết những giá trị của nó đến với người nghe một cách trọn vẹn nhất, để nhịp cầu ấy không bị gãy giữa đường. Và một niềm tự hào, một sự hãnh diện rất lớn đối với nghệ sĩ cải lương. Khi còn trẻ, bạn là một nghệ sĩ biểu diễn và truyền lại những sự kiện lịch sử cho các thế hệ mai sau. Khi lớn tuổi, các anh chị có thể hoạt động như những nhà văn hóa để giới thiệu nghệ thuật sân khấu dân tộc của Việt Nam với bạn bè khắp năm châu mà ít có ngành nghề nào làm được. Để làm được điều đó, đòi hỏi ở các bạn trẻ sự nỗ lực rất lớn. Hy vọng rằng sau cuộc thi, những danh hiệu như chuông vàng, chuông bạc của chúng ta sẽ là những ngôi sao sân khấu để các bạn có cơ hội thể hiện hết vai trò và trách nhiệm của mình với nghệ thuật, với đời. Xin chúc cho các bạn thí sinh, những nghệ sĩ trẻ tương lai giữ được ngọn lửa yêu nghệ thuật trong lòng mình và vẫn từng ngày thắp sáng niềm tin cho sân khấu cải lương càng hiện đại và lung linh hơn. Mời
Mời quý khán giả đón theo dõi chủ đề Hương xưa Thay lời muốn nói tháng 10 năm 2007 để cùng chia sẻ những hoài niệm một thời của các khán giả hòa trong giọng hát của các ca sĩ Elvis Phương, Duy Quang, Cao Minh, Hồng Hạnh, Minh Thuận, Mỹ Lệ, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Xuân Phú, Quỳnh Lan, guitar Quang Minh, Thùy Dương, Hạnh Nguyên, Nguyên Thảo, Đình Nguyên, Hương Giang. Chương trình diễn ra vào lúc 20:30 ngày 14 tháng 10 năm 2007 tại nhà hát truyền hình HTV và được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn đón xem. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 9 tối nay sẽ được tiếp nối với những tiết mục sau đây. 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài truyền hình Việt Nam. 19 giờ 50 phút chương trình thời sự. 20 giờ 30 phút sáng mãi đạo đức Hồ Chí Minh, văn hóa kinh doanh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 20 giờ 45 phút sống làm việc theo pháp luật. 21 giờ 10 phút siêu thị cười mua tên. 21 giờ 45 phút ca nhạc khoảnh khắc mùa thu. 22 giờ 30 phút phim truyện cuối tuần, phim truyện Mỹ, anh hùng trong biển lửa. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, tin thế giới. 23 giờ 40 phút phim truyện cuối tuần, phần tiếp theo. Chương trình rạng sáng ngày 13 tháng 10 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 40 phút khoa học và đời sống. 1 giờ chương trình vượt lên chính mình. 1 giờ 45 phút khéo tay hay làm, bánh một lọc Huế. 2 giờ câu lạc bộ thể thao. 3 giờ nhịp cầu vàng. 3 giờ 30 phút chiếu phim, phim truyện Úc và Canada, Thế giới bị mất tập 13. Bây giờ xin mời quý vị chuẩn bị theo dõi phần tiếp sóng thời sự Đài truyền hình Việt Nam.